Hôm nay thì âm Triệu đang là gắn Sơn Nam một tác phẩm tranh Bách Phúc. Đấy, và bây giờ thì em sẽ quay cho các bác xem cái quy trình gắn Sơn Nam các bác nhá. Và tất cả mặt hàng đồ gỗ khảm ốc của cơ sở em thì đều gắn bằng Sơn Nam ở Sơn ta theo đúng nối cổ truyền 100%. Đấy. Ở đây thì cơ sở em đang là ghim. Đấy, các bác có thể thấy được là những cái chữ, tất cả cái chữ Phúc này thì 100 chữ sẽ khác nhau hết 100% các bác nhá. Đó. Thì khi mà gắn Sơn Nam như thế này á thì sẽ có những cái miếng ốc nó sẽ cong hơn một chút, nó sẽ bị nồi lên các bạn. Bị nồi lên trên cái phần mặt gỗ này này. Thì cơ sở em sẽ dùng những cái miếng chai các bác nhá, những cái miếng chai để chúng ta sẽ ghim lên trên. Đó, ghim lên trên để cho nó khỏi bị nồi lên cũng như là khỏi bị lõm các nhá. Với cái mục đích là để làm phẳng. Đây các em. Những cái nào nó cong thì chúng ta mới phải ghim thôi. Còn như những cái phần này nó phẳng với mặt gỗ rồi. Đấy, những cái miếng ốc nó phẳng rồi thì chúng ta không cần phải ghim nữa. Đó, sẽ dùng những cái miếng chai vụn, những cái miếng xác vụn hay là ốc vụn như thế này. Đó. Sẽ bẻ nhỏ ra các bác nhá. Đấy, những cái miếng như thế này. Bẻ nhỏ ra để chúng ta sẽ ghim. Và khi mà gắn Sơn Nam như thế này á thì chúng ta sẽ đợi trong thời gian khoảng ở đâu đấy khoảng 2 tuần để cho Sơn Nam nó khô kiệt thì chúng ta mới mài Sơn Nam đi, đánh Sơn Nam nước các bác nhá. Đấy, như đây thì là một chữ Phúc giữa bằng chất liệu ốc đỏ vàng chanh này, đúng không ạ? Thì cái này cũng đã ghim hết rồi và gắn xong hết rồi. Còn như những cái phần này thì là còn cái nền gỗ chưa có gắn gì cả, các xem này. Đấy, vừa mới nhấn xong, đúng không ạ? Vừa mới nhấn xong thì có cái thế này thì nó sẽ như thế này. Em gắn này đi, gắn này đi. Đây, gắn mẫu một chữ. Đây là Sơn Nam này. Đấy, Sơn Nam thì được pha với bột gạch các bác nhá. Chúng ta sẽ làm đầy rồi nát nữa chúng ta sẽ gắn cái này vào. Đây, gắn này vào. Cái quy trình này thì nó gần như là chúng ta nát đá hoa các bạn, gần như vậy. Cái bức tranh này thì kích thước rất là lớn các bạn nha, 1m76 và chiều rộng là 65-68 cm bằng chất liệu gỗ gụ cũ. Đây các bạn thấy đây, cái nền gỗ gụ cũ này. Khi mà chúng ta nhấn xuống này, đây đây là cái mặt trên, còn khi mà chúng ta nhấn xuống khoảng 3 ni thì gỗ nó cũng đen kít như là bên trên các bạn này. Còn cái khung này là khung gỗ mới các bạn nhá, khung gỗ mới, trong này là gỗ cũ. Tất cả những phần khảm thì chúng ta đều phải làm bằng gỗ cũ thì nó mới đảm bảo được. Tranh bách phúc dáng chữ nhật ngang và 100 chữ Phúc đều là khác nhau hết. Cái điều đặc biệt nó là khác nhau. Với cái quy trình này thì đòi hỏi là những người thợ nhấn, thợ đục thì phải chuẩn 100%. Còn nếu mà chúng ta là đục nó căng một chút thì khi mà ấn như thế này thì nó sẽ không vào được các bác nhá. Bởi vì nghề này là nghề làm thủ công 100% chứ không phải là làm máy. Đấy, khi mà nhấn thì chúng ta sẽ dùng những cái máy nhấn như thế này, những cái mũi như thế này. Đấy, làm thủ công hết các bác nhá. Nó hơi căng một chút thôi thì chúng ta ấn vào nó sẽ bị gãy ốc và nó sẽ không vào được.
hai bên thì cơ sở em cũng đã cắt thêm những cái mẫu đông bích cổ đồ đó, để làm điểm phụ họa. Và hai bên này thì sẽ bằng chất liệu đỏ vàng chanh các bạn nhá. Cái chữ này bằng chất liệu xanh này, và cái chữ chính chủ là chữ phúc này thì sẽ bằng chất liệu đỏ vàng chanh đó. Cơ sở em làm nó sẽ phân tách màu ra với cái mục đích là nó sẽ làm nổi bật những cái phần chính là một, thứ hai là nó sẽ giảm giá thành xuống để các bác chơi nó hợp lý hơn các bác nhá. Bởi vì cơ sở đồ gỗ cho em là cơ sở sản xuất, cho nên là tất cả những cái mẫu mã hay là làm như thế nào thì cơ sở em đều có thể làm được hết đấy. Và đây là cái quy trình gọi là gắn sơn nam các bác nhá, gắn sơn nam. Đây các bác xem này, nó phải trải qua rất là nhiều cái công đoạn khác nhau. Ở đây thì khi mà chúng ta đặt trong đồ thì chúng ta sẽ phải nột băng dính ra để cho cái sơn nam nó khô các bác nhá. Chứ để băng dính như thế này thì nó rất là lâu khô. Đấy. Đấy, và ở đây thì cơ sở em cũng đang là có một bức tranh gỗ chắc này. Đấy, cái bức tranh gỗ chắc này thì khi mài sơn nam thì em cũng đã quay cho các bác xem rồi đúng không ạ? Và một lát nữa thôi thì em sẽ quay cho các bác xem cái công đoạn tiếp theo. Đó chính là cái công đoạn tỉa nét cũng như là nải những cái nét tỉa lên các bác xem này. Đúng không ạ? Khi mà cái thân cây nhìn như thế này thì nó chưa rõ ràng đúng không ạ? Con chim cò thì nó chưa rõ ràng. Nhưng một lát nữa thôi thì em sẽ làm cho nó nổi bật lên. Đấy. Và rất là mong trong video clip này sẽ giúp ích được cho quý vị có thể hiểu biết hơn về cái những tác phẩm đồ gỗ khảm ốc mà cơ sở em sản xuất các bác nhá. Và xin chào và hẹn lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin chào.